Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ do ông Brent Boyston, Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm trưởng đoàn về vấn đề phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải đánh giá cao nỗ lực của hai bên thời gian qua trong việc thúc đẩy triển khai các hoạt động thuộc biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học được ký vào tháng 10 năm 2020 giữa hai bên. Đây là căn cứ vững chắc để triển khai thêm nhiều hoạt động nhằm tiếp tục thiết lập thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Ông Brent Boyston, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ, đánh giá cao những nỗ lực trong việc tích cực triển khai các hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm đạt mục tiêu đã cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050 của Việt Nam. Để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu này, việc tham dự hội nghị thượng đỉnh Ethanol toàn cầu được tổ chức vào tháng 10 năm 2023 tại Hoa Kỳ sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam tiếp cận khoa học công nghệ. Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc tìm hiểu chuỗi cung ứng nhiên liệu sinh học, tìm hiểu quy trình chế biến ethanol hiện đại từ ngô của Hoa Kỳ.